Kính chào quý vị và anh chị em. Vào tháng 3 thì chúng ta đã học hỏi với nhau về chuyện xích lốp và thấy rằng người đời thường quan niệm những người giàu có là người có phước, và ngược lại những người gặp hoạn nạn vì họ tội lỗi cho nên họ bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Nhưng mà sau khi chúng ta tìm hiểu với nhau trọn vẹn quyển sách Gióp rồi thì chúng ta thấy rằng những điều đó chỉ đúng trên phương diện tổng quát mà thôi, chứ không hoàn toàn, không luôn luôn đúng với lại ý định của Đức Chúa Trời và sự sáng tạo của Ngài và mục đích của Chúa cho tạo vật. Vì thế cho nên những ai muốn tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời thì phải biết rõ và làm theo đúng mục đích của Chúa. Người như thế mới thực sự là những người có phước. Kinh Thánh chứa đựng rất nhiều chỗ dạy dỗ về ơn phước mà Chúa ban cho loài người của chúng ta, chứa rất là nhiều lời giải thích về phước hạnh. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em muốn là người thực sự có phước thì quý vị cần phải đọc trọn vẹn quyển Kinh Thánh, phải đọc thường xuyên, đọc Kinh Thánh thường xuyên và ghi nhớ những lời dạy dỗ ở trong đó. Mỗi ngày cẩn thận làm theo thì chắc chắn quý vị sẽ là người có phước. Có người nói rằng nếu muốn có phước thì chúng ta cần nên suy gẫm sách Thi Thiên, tại vì Thi Thiên chứa đựng nhiều chân lý của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là Thi Thiên còn có tất cả 150 bài thánh thi, trang chứa những lời khuyên, lời cầu nguyện và lời ca ngợi Chúa để giúp tất cả con dân Ngài gây dựng đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Và hội thánh chúng ta sẽ dành 3 tháng để học hỏi với nhau về sách Thi Thiên. Nhiều năm trước thì có một người gửi email cho tôi một bài tên là The Center of the Bible, nói về một số điểm lý thú ở trong sách Thi Thiên. Người thì cho rằng đó là sự diệu kỳ, và người khác thì cho rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi. Dù là diệu kỳ hay là ngẫu nhiên, tôi thấy đây là một điều thích thú để giúp cho quý ông bà anh chị em khi mà đọc Kinh Thánh thấy được thích thú, cho nên tôi đã dịch ra tiếng Việt và ghép vào trong tờ chương trình để quý vị đem về nhà đọc. Nếu mà quý vị mở tờ chương trình của mình ra thì thấy ở giữa có một tờ giấy có hai trang, một mặt bằng tiếng Anh và một mặt bằng tiếng Việt. Trong số quý ông bà chị em ở đây có ai mang Kinh Thánh theo không? Quý vị không mang Kinh Thánh theo, muốn có Kinh Thánh không? Tôi rất là cảm ơn con rể của anh Phát mới giới thiệu với tôi tên anh Khôi, mới ở Việt Nam qua, và anh mang theo biếu cho hội thánh 10 quyển Kinh Thánh. Quyển Kinh Thánh rất là đẹp, vì bằng da có rất là tươi đàng hoàng, nếu mà mua về đây chắc là rất là đắt giá. Không những thế, bên trong đó còn có quét những cái khoen để khi mà chúng ta mở Kinh Thánh ra thì chúng ta có thể mở được đúng gần chỗ những quyển Kinh Thánh mà chúng ta muốn tìm thấy. Và một lần nữa cảm ơn Khối đã mang món quà ở Việt Nam qua cho hội thánh của chúng ta. Nên đã khuyến bảo anh chị em, những ai muốn có quyển Kinh Thánh này xin cho tôi biết, tôi sẽ biếu quý vị. Và quý vị cảm ơn trong Khôi đã làm quà cho hội thánh. Bây giờ quý vị, những ai có mang Kinh Thánh theo thì xin gấp quyển Kinh Thánh của mình lại, xong rồi mở ra ở giữa quyển Kinh Thánh. Chắc chắn thế nào quý vị cũng sẽ mở ra
nhằm sách Phi Điền. Rồi từ đó nếu mà quý vị mở ngược lại, nếu mà không phải là Thi Thiên, thứ nhất, quý vị mở ngược lại một ít trang thì sẽ thấy được Thi Thiên thứ nhất. Tại vì quyển Thi Thiên nằm ở giữa quyển Kinh Thánh. Quý vị đã mở được Thi Thiên thứ nhất của mình chưa? Dạ, cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, Thi Thiên thứ nhất thường được mọi người cho rằng đây là lời giới thiệu về quyển sách Thi Thiên, về 150 bài Thánh Thi. Có điều rằng là khi mà vua David viết cái bài Thi Thiên này, thì ông không nghĩ rằng ông viết bài giới thiệu cho 149 bài Thi Thiên khác. Vì thế cho nên nếu mà bảo rằng là David viết Thi Thiên thứ nhất để giới thiệu quyển sách Thi Thiên thì có lẽ rằng là hơi gom nhiều quá một lúc. Nhưng mà chúng ta biết được rằng Thi Thiên, bài Thi Thiên thứ nhất này giới thiệu trọn vẹn về ý nghĩa của những bài Thánh Thi ở trong quyển sách Thi Thiên. 150 bài Thi Thiên đó chứa đựng những lời cầu nguyện, lời khuyên, lời ca ngợi để giúp tất cả con dân Chúa giữ vững được, gây dựng được đức tin cho mình. Và hồi nãy chúng ta cố gắng với nhau sẽ học về Thi Thiên này. Nếu mà quý vị đọc nhiều bài Thi Thiên thì lắm lúc sẽ thấy là có trong đó có những lời khuyên giống như là khuyên ở trong sách Châm Ngôn. Và bài Thi Thiên thứ nhất này thì dạy dỗ chúng ta về hai lối sống và hai loại người chúng ta có thể chọn làm bạn. Bài Thánh Thi cũng có chỗ dùng thiên nhiên, dùng cây cối để làm thí dụ nêu ra kết quả hoặc là hậu quả của cái sự chọn lựa của chúng ta. Và sự khôn ngoan thiên thượng nói ra trong Thi Thiên thứ nhất này đặt căn bản trên luật pháp của Chúa, giống như là tất cả những lời Kinh Thánh khác chúng ta tìm thấy ở trong suốt quyển Cựu Ước. Thành ra hôm nay chúng ta sẽ cùng học hỏi với nhau ở Thi Thiên thứ nhất để biết và đi theo đường lối của sự sống. Nếu mà quý ông bà chị em có nhiều lúc thắc mắc, nhiều lúc băn khoăn, nhiều lúc không biết rõ ý nghĩa của cuộc sống của mình như thế nào, không biết chọn lựa cái con đường cần phải đi, những việc cần phải làm, thì quý vị có thể đọc Thi Thiên thứ nhất và Chúa sẽ cho quý vị có được ý niệm và thấy được con đường phải chọn lựa, con đường phải đi sẽ như thế nào. Nếu mà quý vị muốn dạy dỗ con em của mình về lối sống, về cách chọn lựa lối sống, thì quý vị cũng có thể dùng Thi Thiên thứ nhất này để giúp cho các em biết được con đường cần phải noi theo để được thành công trên đường đời. Thành ra, quý ông bà chị em đã sẵn sàng lắng nghe về Thi Thiên thứ nhất chưa? Xin quý vị đọc lại ở trong Kinh Thánh của mình. Thi Thiên thứ nhất bắt đầu bằng chữ gì? Phước. Thật là có phước cho những ai muốn có phước mà đọc và làm theo lời của bài Thi Thiên thứ nhất. Bài Thi Thiên này bắt đầu một cách nói người ta phải làm gì để mà có phước. Cảm ơn tất cả quý vị. Thật ra thì bài Thánh Thi này bắt đầu không phải bằng cách là nói chúng ta nên làm cái gì, phải không thân? Nhưng mà bắt đầu bằng cách nói chúng ta không nên làm ba việc. Hay nói đúng ra, đó là ba loại người mà chúng ta không nên thân mật với họ. Thực sự ra mà nếu mà nói các cơ đốc nhân chúng ta không có nên thân mật, không nên quen biết với tất cả mọi người, thì có lẽ rằng là
hơi hạn hẹp. Tại vì chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải quen biết tất cả mọi người, cả những người tốt để mình học hỏi theo, và cả những người xấu để mà mình làm chứng, để mình bày tỏ lối sống ở trong Kinh Thánh cho họ, để họ biết và họ làm theo. Nhưng mà chúng ta không thể nào thân mật với họ được, chúng ta không có thể nào làm những việc giống như là câu số 1 nói cho chúng ta. Những người tội lỗi là những người dữ, những người tội nhân, những người nhạo báng. Câu số 1 nói rằng là phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Nếu mà hồi nãy tôi có nghe mấy người nói về ba động từ ở trong đó, xin quý vị lưu ý ba động từ ở trong câu này để thấy rõ được ý nghĩa của lời Kinh Thánh. Đó là theo, và theo tức là làm sao? Đi theo, gần gần, đi theo. Đứng là động từ thứ hai, và động từ thứ ba là ngồi. Nếu mà mình suy xét, mình thấy rằng là nó có ba cái mức độ khác nhau, và mỗi một cái mức độ sau này nó cao hơn mức độ trước một chút xíu. Ba động từ này nói lên ba hành động và ba mức độ khác nhau của một việc bắt chước, hay là bị ảnh hưởng, hoặc là bị lôi cuốn vào con đường tội lỗi. Và Kinh Thánh nói rằng là chúng ta nên tránh, không có làm theo. Quý vị nhìn vào tiến trình của những người phạm tội thì sẽ thấy rằng là điều nói ở trong câu Kinh Thánh thứ nhất này rất là đúng. Ban đầu người đó thì chỉ đi cùng con đường với lại những người tội nhân hay đi mà thôi. Nhiều người nói rằng là bây giờ tôi đi chung đường với người phạm tội không có nghĩa là tôi phạm tội. Mà điều đó đúng, phải không? Chắc chắn là như vậy, mình đi chung đường với người phạm tội chưa chắc rằng là mình phạm tội. Tại vì mình có thể đi chung với họ mà mình không có làm những điều mà không làm. Nhưng mà quý vị lưu ý là sao? Nếu mà mình đi thì mình có thể nhìn thấy những điều họ làm, có thể rằng là mình nghe những điều họ nói, và chắc là mình cũng sẽ để ý những việc họ làm. Đến lúc mà mình để ý kỹ rồi, mình muốn để ý kỹ hơn nữa, mình muốn biết rõ hơn nữa, nghe những điều họ nói mà đi mà song song hay là xa quá mình nghe không rõ, thì mình muốn đứng chung với họ để mình nghe cái câu chuyện cho nó rõ hơn. Và đến khi mà mình muốn đứng chung với họ để mà mình nghe rõ hơn, thì mình thấy rõ những cái việc họ làm. Lắm khi chúng ta bị lôi cuốn vì cái công việc mà họ đang làm đó, tại vì chúng ta nghe và chúng ta biết thêm thì chúng ta dễ dàng bị lôi cuốn. Và khi mà mình bị lôi cuốn rồi thì mình muốn ngồi chung với họ để tìm hiểu cái câu chuyện đó một cách kỹ lưỡng hơn nữa. Các em còn đang ở trong tuổi học sinh, các em ghi nhớ cái điều này. Bạn bè của các em, rất là nhiều người có một cái đời sống hết sức là phóng khoáng, không có nghe theo lời dạy dỗ của cha mẹ. Và các em đó muốn làm gì thì làm, muốn sống như thế nào thì sống. Và nếu mà các con đi theo con đường của các bạn xấu đó mà đi, và đứng chung với họ, mà ngồi chung với họ, thì không chừng các con dễ bị họ lôi cuốn vào cái con đường xấu mà họ đi. Ghi nhớ điều này. Bây giờ chúng ta khảo sát ngược lại, mình hãy cứ đi theo từ cái chỗ đi, đứng và ngồi. Bây giờ mình nhìn ngược lại xem những người ngồi, những ai mà thích ngồi chung với kẻ tội lỗi thì thế nào cũng nghe chuyện của họ nói với nhau. Phải không? Mình ngồi bây giờ 5-7 người bạn cùng lớp mà ngồi nói chuyện với nhau, mà có 2-3 người mà kể về những cái chuyện hay, chuyện rất là mạo hiểm mà họ đã từng trải tối ngày hôm qua hay là mấy tuần hôm trước, thì mình rất là thấy quyến rũ và muốn nghe cho rõ hơn, muốn biết họ làm những cái điều gì. Và khi mà mình ngồi mà mình nghe những cái câu chuyện như vậy, biết mình sẽ đứng chung với họ. Đứng tức là mình chuẩn bị để mình làm một điều gì đó. Khi mà mình ngồi mình nghe không thì mình thụ động, mình không có làm gì cả. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình đứng lên rồi là mình muốn vận động, mình muốn làm theo. Mình muốn làm theo những cái điều hay, điều tốt mà mình nghĩ rằng là rất là làm cho mọi người được chú ý.
đến lúc đó mình sẽ đi theo con đường của họ, tức là mình sẽ làm theo những việc của họ làm. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn xuôi theo ba cái động từ đó, hoặc là mình nhìn ngược theo cái ba động từ đó, mình cũng sẽ đều thấy được rằng là tất cả mọi việc, từ cái việc nhỏ nó lôi cuốn tới cái việc lớn, đến nó lôi cuốn cái việc cao hơn, nặng nề hơn. Và nếu mà chúng ta sống chung gần gũi với những người tội lỗi, hầu như là chúng ta dễ dàng tội lỗi theo họ. Tôi nhớ mãi cái ngày mà tôi đi trình diện nhập ngũ, thì nhận được cái thư nói tới cái ngày hôm đó 8 giờ sáng là phải tới cái địa điểm đó, số 2 đường Thi Sách, để mà trình diện nhập ngũ. Thì tôi tới rất sớm hơn chút, vào khoảng chừng 7 giờ rưỡi tôi đã có mặt ở đó rồi. Và nhiều người cũng tới sớm như vậy, tại vì họ không có cho đứng ở trước cổng của cái trại, cho nên rồi các anh em ngồi chung với nhau vào trong cái quán nước ở phía bên kia đường. Và có một số người cũng nhập ngũ với tôi ngày hôm đó, thì ngồi nói chuyện với nhau, giới thiệu với nhau xong rồi sẽ có một vài anh hút thuốc ra hút. Và anh ta cũng mời tôi hút thuốc, thì tôi từ chối, tôi nói là tôi không có hút thuốc, không hút thuốc. À, anh thấy tôi từ chối nên bỏ cái thuốc của anh vào trong túi, cất đi. Rồi thì đến lúc 8 giờ, chúng tôi đứng xếp hàng ở ngoài cổng để mà chờ được con tên đi vô trình diện. Thì vừa lúc đó trời bắt đầu đổ mưa. Và các anh em đứng ở đó thì côn lại với nhau dưới một cái mái giống như là cái mái mà chúng ta ngồi chờ xe buýt ở đây này. Nó ngồi chờ trong đó và trời mưa, trời đẹp đẽo, các anh em móc thuốc ra hút. Và lần này họ mời tôi lạnh lẽo và họ thấy họ đứng bên cạnh những người khói thuốc rồi, thì mình cũng cầm đứa thuốc mình nhận và mình hút đứa thuốc đầu tiên. Tôi biết như thế nào đến khi tôi nhập ngũ và đến lương lần đầu tiên, thì quý vị đoán thử xem tôi mua cái gì trước nhất? Khói thuốc, phải không? Mình chỉ ngồi chung với họ thôi, rồi cái họ mời mọc, rồi mình đứng chung với họ, mình làm thế. Và đến cuối cùng là sau khi mà mình đi theo cái con đường của họ luôn, đó là cái kinh nghiệm về cái chuyện rất là nhỏ, gói thuốc lá. Nhưng mà không biết ngày nay, quý ông bà anh chị em, có con cái thì dạy dỗ con em của mình như thế nào về vấn đề này. Nhưng mà trước khi tôi đi lính, thì ở nhà tôi thường hay nghe mẹ tôi dạy dỗ các chị em chúng tôi như thế này, là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hồi xưa tôi là người Bắc, cho nên là tôi thích coi những cái hình ảnh của ở ngoài Hà Nội vào dịp Tết, người ta có những ông đồ và ông ngồi vẽ những cái câu đối đó. Thì quý vị có để ý thấy không, hầu hết như các ông đồ đều mặc áo màu đen. Quý vị biết tại sao không? Tại vì ông viết bằng cái bút mực lông, viết bằng mực đen, mà nếu mà ông mặc áo trắng thì thế nào ông cũng bị dính áo, dính mực. Mà khi mà dính mực được về nhà thì chắc là thế nào cũng bị vợ la, có khi còn không có cho ăn cơm tối nữa. Thành ra mấy ông mặc áo màu đen, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thưa quý vị chị em. Câu số 2 nói rõ ràng, xong lấy lòng vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Những ai ngày đêm vui vẻ về luật pháp của Chúa, tức là gần đèn. Mà gần đèn thì sao? Được sáng. Gần đèn tức là gần luật pháp của Chúa. Luật pháp của gần luật pháp của Chúa thì sẽ được Chúa soi sáng. Khi nói đến luật pháp của Chúa thì chúng ta nhớ đến điều gì trước tiên? Phải 10 điều răn không? 10 điều răn là luật pháp của Chúa. Đây là những điều căn bản cho sự công bằng ở trong xã hội. Đây là những điều mà tất cả mọi người đều nên làm. Tin Chúa hay là không tin Chúa cũng đều nên làm, tại vì tất cả những cái điều này rất là tốt. Tất cả các xã hội đều muốn dân của họ sống như vậy. Đây là sự căn bản cho sự quân bằng trong cuộc sống của loài người. Và chúng ta tháng trước đã đọc qua sách Gióp, thì chúng ta học được rằng đời người ta ngắn ngủi.
so với lại vạn vật, so với lại sự sáng tạo của Chúa, thì đời sống của loài người 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi rất là ngắn ngủi. Đời sống của người ta giới hạn, sự khôn ngoan của người ta hạn hẹp, người ta không thể hiểu rõ được trọn vẹn sự sáng tạo của Chúa, người ta không thể hiểu rõ được ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào trong mỗi một khoảng thời điểm. Thành ra người ta dễ dàng dựa vào sự khôn ngoan của mình, sự khôn ngoan giới hạn đó để giải thích những điều không hiểu, đưa đến việc tôn thờ những điều không đúng. Và những ai kính sợ Chúa để nhận biết đúng sự thật và vui vẻ làm theo luật pháp của Ngài. Người Do Thái thì khác, họ cho rằng luật pháp của Chúa bao gồm cả năm cuốn sách đầu tiên ở trong quyển Kinh Thánh. Năm cuốn sách đó là Sáng Thế Ký, Xuất Ê Giê Tô Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Cục Truyền Luật Lệ Ký. Họ nói rằng đó là quyển sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Mà khi mà chúng ta đọc ở trong Tân Ước, Chúa Giê-xu khi Ngài nói về luật pháp của Chúa thì Chúa Giê-xu cũng muốn nói về năm quyển Kinh Thánh này, năm quyển sách này. Nhưng mà nhiều người Do Thái sau này họ trở nên cực đoan hơn, nhất là sau cái giai đoạn họ phải đi làm phu tù ở Babylon, thì họ đặt ra thêm nhiều điều khác để dạy dỗ dân sự của Chúa, răn đe gìn giữ dân sự của Chúa phải cố gắng làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Và họ đặt thêm ra rất là nhiều điều không có ở trong Kinh Thánh. Tất cả những điều đó thì Chúa Giê-xu gọi đó là lời truyền khẩu. Người tin lành gọi tất cả những điều ghi chép ở trong quyển Kinh Thánh là lời Chúa. Và chúng ta tin rằng là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, phải không? Có ích cho sự bè chết, dạy dỗ bè chết, xưa chỉ dạy người trong sự công bình. Thật ra những ai mà vui thích lời Chúa, đọc và suy gẫm lời Chúa ngày và đêm thì sẽ nhận được ích lợi của lời Chúa. Đó là họ biết được những lẽ phải và làm theo. Họ có thể có được cái sự hướng dẫn để họ sửa chữa đời sống của họ và họ sửa chữa đời sống của con cái ở trong gia đình của họ. Đó là những điều mà ích lợi cho cá nhân của những người con dân Chúa. Thành ra đó là những điều nếu mà quý vị làm theo được đọc và suy gẫm lời Chúa thường xuyên hàng ngày thì chắc chắn quý vị sẽ là người có phúc. Người có phúc là người nhận được những điều, làm theo những điều mà Chúa ban cho. Họ có phúc tại vì họ gần gũi lời Chúa, họ gần đèn cho nên họ được sáng. Và có một câu thi thiên thì Chúa nói về lời Chúa là ngọn đèn, phải không? Ở trong Thi Thiên 119 câu 105 thì nói làm sao? Dạ, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Những người có phước là những người biết lời Chúa, những người có phước là những người có ánh sáng của Chúa soi bước chân cho họ đi, soi đường lối cho họ, và cư xử họ là những người vui thích học hỏi lời của Ngài. Họ ghi nhớ lời Kinh Thánh ở trong lòng và họ suy gẫm những điều đó ngày và đêm. Và Kinh Thánh hướng dẫn đời sống của họ. Kinh Thánh chỉ cho họ biết con đường lành họ phải theo. Và mỗi một khi cuộc đời đưa họ đến cái chỗ ngã ba, không biết là phải đi theo bên phải hay là đi theo bên trái, thì họ có lời Chúa để hướng dẫn cho họ đi theo con đường đúng, biết vâng theo luật pháp của Chúa để đánh xa tội lỗi. Kết quả của những người biết đánh xa tội lỗi, biết chọn cái con đường lành phải đi, là những người được thành công, những người được thịnh vượng,
Câu số 3 nêu ra kết quả như vậy. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ tin được. Người Việt Nam chúng ta thì dùng chữ kết quả thật là hay. Lần lúc tôi ngồi học lại cái cách dùng chữ của người Việt Nam, tôi rất là thán phục người Việt Nam rồi. Người đặt dùng cái chữ kết quả rất là hay. Khi mà mình trồng cây đó, mà đến mùa mà cây sinh bông trái, tức là cây đó kết quả, phải không? Tức là mình đạt được cái mục tiêu của cái công việc trồng trọt. Và tháng trước khi mà chúng ta đi qua thăm mấy người bạn ở nước châu, thì đến nhà một số người bạn và hầu như ai nấy cũng đều trồng cây ăn trái ở sau vườn của họ. Và họ đưa cho chúng tôi, dẫn chúng tôi ra đằng sau coi những cây mít, cây ổi, cây lê rất là sai trái. Nhiều cây sai trái đến độ họ phải bọc cái dây thừng rất là lớn để cho chim nó không bay vô mà nó ăn những cái cây, những trái cây của họ, lấy lưới họ phủ bên trên để ngăn cho chim chóc không ăn hết trái cây của mình. Và trong một thánh của chúng ta thì cũng có ông Hoàng là người rất là khéo léo trồng cây. Năm nào thì ông cũng mang vô cho hội thánh những trái bầu chưa bí tươi ngon, biết là quý vị có bao giờ nhận được chưa bầu chưa bí của ông Hoàng không, nhưng mà năm nào tôi thấy ông cũng đem vô cho chúng ta. Và câu số 3 nói rằng cây được trồng gần dòng nước thì đạt kết quả. Nhưng mà quý vị có biết như thế nào là gần dòng nước không? Có phải là trồng bên cạnh cái ao, cái hồ, con suối, con sông, tức là trồng gần dòng nước phải không? Mà lỡ nếu bây giờ mình không có hồ, không có ao, không có suối, không có sông thì bây giờ làm sao? Mình kéo dây nước tới, mình tưới nó hàng ngày thì nó cũng giống như là trồng gần dòng nước vậy, phải không? Và nếu bây giờ mà mình để nó trên bên này qua tầng khác mà mình không tưới thì chắc là nó cũng sẽ héo uống rồi, phải không? Cần trồng gần dòng nước là nếu mà gần dòng nước thì tốt, mà nó không cần thì mình đưa nước tới đó để cho nó được tưới, cây cối nó sẽ được tươi tốt. Thứ nhất nói rằng những người vui thích và suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm là giống như những cây được trồng gần dòng nước, hoặc là được người ta kéo ống nước đó tới hàng ngày, chắc chắn sẽ lên rất là tươi tốt, chắc chắn sẽ đạt được kết quả thật là tốt, xanh bông trái theo thì tiết và lá nó cũng chẳng tàn héo. Đời sống của những người trầm thấm lời Chúa cũng như thế. Nếu hàng ngày quý ông bà anh chị em dành thời giờ để đọc và suy gẫm lời Chúa thì đời sống của quý vị cũng sẽ tươi tốt như là cây trồng gần dòng nước. Và quý vị nhớ về con em của mình, muốn cho con em của mình có một cái đời sống tươi tốt như vậy thì cũng giúp cho các em làm sao có được thói quen gần gũi với lời Chúa hàng ngày. Hồi đến của chúng ta thì có chương trình khuyến khích mọi người đọc kinh và suy gẫm kinh thánh, và nếu mà mỗi một tuần chúng ta đọc 12 đoạn thì trong vòng 100 tuần lễ chúng ta sẽ đọc hết trọn vẹn quyển kinh thánh này. Một tuần đọc 12 đoạn, tính ra ngày Chủ nhật là ngày chúng ta thờ phượng Chúa đi, thì thứ hai đến thứ bảy mình có 6 ngày, mỗi ngày đọc 2 đoạn mà thôi. Quý vị sẽ trong vòng 100 tuần lễ sẽ đọc hết quyển kinh thánh. Và để giúp cho mọi người vui thích đọc lời Chúa thì hội thánh của chúng ta cũng lấy những cái bài của ở bên Việt Nam lời qua để giúp cho tất cả quý vị đọc kinh thánh. Và mỗi một bài có 20 câu hỏi. Cái 20 câu hỏi nó không phải là để làm cho chúng ta câu hỏi động não, làm cho chúng ta phải suy nghĩ, nhưng mà để giúp cho chúng ta vui thích đọc kinh thánh. Tất cả các câu hỏi đều tương đối tìm ra được câu trả lời ngay ở trong kinh thánh. Nếu mà quý vị chỉ cần đọc kinh thánh không thôi, quý vị có thể làm được hầu hết tất cả 200 câu hỏi đó. Một vài câu có lẽ mình phải suy nghĩ, mình phải suy gẫm một chút xíu thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ trả lời đúng cho tất cả 20 câu.
Mà quý vị biết rằng là hàng tuần tôi rất là trung tín in ra những bài học đó và để bên ngoài bài cho tất cả mọi người lấy. Tháng trước có tuần tôi còn in ra và kết hết vào trong cái tờ chương trình cho tất cả mọi người. Mà không biết rằng là quý vị có trung tín đem về để mà đọc hay là không? Hôm nay thì nhân viên giảng về bài Thi Thiên thứ nhất này, tôi muốn nhắc lại và muốn thách thức tất cả quý ông bà anh chị em hãy ganh đua sự trung tín của quý vị với sự trung tín của tôi và của ông bà. Để xem ai trung tín đến ai. Càng có nhiều người nói rằng ông mục sư cứ yên đây, tôi sẽ đem về, tôi sẽ đọc và tôi sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi mỗi tuần. Thì chắc chắn tôi và anh Phát sẽ càng được an ủi và khuyến khích nhiều hơn. Cố gắng. Nếu mà quý vị biết rằng, nếu mà không vui vẻ, không suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm, thì chuyện gì xảy ra không? Cây mà không trồng gần dòng nước, không được tưới hàng ngày, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Héo. Người mà không cần gũi với Kinh Thánh thì sẽ như thế nào? Héo luôn. Không cần gũi với Kinh Thánh là sẽ không cần gũi với Chúa và sẽ gần gũi với thế gian. Gần gũi với thế gian tức là theo ngôn kế của kẻ dữ, tức là đứng trong đường vô nhân, tức là ngồi trong chỗ kẻ nhào bán Kinh Thánh và chung những người như thế. Chờ ác không chỉ là người làm những điều gian ác giống như là cướp của giết người mà bao gồm tất cả những ai không làm theo ý định của Đức Chúa Trời cho họ. Họ cũng đạt kết quả vậy. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta thì không gọi kết quả đó là kết quả mà gọi kết quả đó là hậu quả. Câu số 4 đến câu số 5 nói về hậu quả của kẻ ác như thế này. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét. Tội nhân cũng không được vào hội của người công bình. Trong chuyến mà chúng tôi đi Úc Châu thì tôi có dịp gặp gỡ nhiều bạn hữu ngày xưa. Tất cả những người bạn của tôi bên đó đều là những thuyền nhân. Họ rời Việt Nam vào khoảng năm 79, 80, 81, 82. Có người thì khá già, nhưng mà cũng có nhiều người sống rất là đàn dị, rất là giản dị, rất là đơn giản. Một người bạn kể cho tôi nghe đời sống của bạn bè bên đó xong thì kết luận như thế này: phi thương, bất phú. Tức là anh muốn nói cho tôi nghe rằng là chỉ có những người nào làm ăn buôn bán đó, thì mới giàu có, mới dư dật tiền bạc thôi. Còn tất cả các anh em khác thì sống bình thường. Nghĩa là không làm ăn buôn bán thì không giàu có. Và anh bạn mới giải thích rằng buôn bán thì nhất bản vạn lộc. Phải không? Một đồng, bỏ ra một đồng làm vốn thì hầu về 10.000, nhất bản vạn lợi. Anh hỏi rằng là làm sao một đồng vốn mà thu về được 10.000 nếu mà mình không có thổi phồng sự thật. Và chính vì thế cho nên anh nói rằng là những người buôn bán là thường là những người không có chân thật hay anh gian nói dối. Nếu mà đi buôn bán mà chân thật thì anh nói rằng chỉ có bán thóc giống là anh mà thôi. Đương nhiên đây giờ là tổng quát, nhưng mà thực tế đa số là như vậy. Nhưng mà giống như là xích gốc về chỗ chúng ta, đời người ta thì ngắn ngủi, những gì người ta gặt hái được trên thế gian đều chỉ tạm thời mà thôi. Gốc nói như thế này ở trong đoạn 1 câu 21, không biết là quý ông bà anh em có nhớ hay là không. Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về.
Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va đã cất đi, đáng nói khen danh Đức Giê-hô-va. Nhưng mà một người nằm xuống, của cải của họ thu lương bằng cách này hay bằng cách khác, một nhất bằng lợi đó, thì cũng đâu có đem theo gì đi được với họ. Phải không? Đến ngày đoán xét thì họ sẽ như thế nào? Thì mẹ nói rằng là họ như rơm rác, gió thổi bay đi. Nhiều người nói rằng là không phải thế đâu. Tôi cố gắng làm lục để có tiền, và tôi đi dành dụng tiền bạc để mà làm giàu, để có lúc chết đi tôi để lại của cải cho con cháu. Nhưng mà nếu mà con cái của người đó không được dạy dỗ một cách đúng đắn, không có sự khôn ngoan của Chúa, thì họ để lại những của cải đó, con cái của họ có hưởng được trọn vẹn hay là không? Có được thừa hưởng của cải để lại một cách lâu dài hay là không? Thành ra quý vị anh chị em, quý vị có điều gì tốt nhất để lại cho con cái của mình? Điều gì tốt nhất mà quý vị có thể để lại cho con cái của mình? Có phải là đức tin hay là không? Nếu quý vị để lại đức tin cho con cái của mình, chắc chắn con cái của mình sẽ nhận được phước hạnh. Thế để lại cho con cháu mình việc biết kính sợ lời của Chúa, hằng đi theo con đường lối của Ngài, chắc chắn họ sẽ thừa hưởng được gia tài mình để lại cho họ một cách lâu dài. Câu số 6 nói rằng, vì Đức Giê-hô-va biết đường người của mình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Có nhiều người không bình là con đường Chúa vạch ra cho chúng ta trong kinh thánh. Và tôi ao ước tất cả quý ông bà anh chị em đều cố gắng dạy dỗ con cái của mình như thế. Tôi ao ước rằng những quý vị có trách nhiệm ở trong hội thánh hướng dẫn con em của mình, cũng trang bị cho các em có khả năng để có thể chọn được con đường đúng để các em đi theo. Không cần phải có mình, có cha mẹ mình ở bên cạnh để hướng dẫn các em, mà các em có lời Chúa hướng dẫn để có thể làm theo, để có được sự sống, biết được con đường của sự sống. Hôm trước thì tôi có xem một cái phim rất là hay, tên là Grace Unplugged. Grace là tên của một cái cô bé đó, vào khoảng chừng 18 tuổi, em đang học lớp 12, và em chung với lại ba của em để mà đàn và hướng dẫn hội thánh Tôn Vinh. Và tôi xem cái phim rất là hay, vào khoảng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, và tôi mua cái DVD đó. Để khi nào có dịp tôi sẽ mời quý bà chị em, mời hội thánh và các em coi chung với tôi cái phim video này. Đây là một câu chuyện của một cô gái ở trong tuổi trưởng thành. Em giúp cho cha em hướng dẫn hội thánh Tôn Vinh và thờ phượng. Vì em có ơn về âm nhạc, em đàn rất là hay và em hát rất là hay, rất là quyến rũ. Mọi người ở trong hội thánh ngưỡng mộ em rất là nhiều. Và em bị cám dỗ muốn thành công rực rỡ ở trong môi trường âm nhạc của thế gian. Mà chúng ta biết được rằng thành công đó đi song song với lại một đời sống tội lỗi. Tại vì không có một người nào ca sĩ, nhạc sĩ ở trong nước Mỹ này thành công mà có một đời sống đáng cho chúng ta chiêm ngưỡng cả. May mắn kia là cuối cùng em không rơi vào sự cám dỗ đó. Tôi sẽ không có nói rõ thêm nữa, để mà lúc nào có dịp mời quý vị coi cái phim này thì quý vị sẽ có thể quan sát và tìm ra được, nhận xét được cái điều mà tôi muốn nói tới đó về cuốn phim này. Thành ra xin quý vị chờ đợi một buổi nào đó Thảo và Hà sắp xếp được chương trình thì chúng ta sẽ cùng coi phim đó với nhau. Thi Thiên thứ nhất nêu ra cho chúng ta hai con đường: đường của người công bình và đường trả ác. Tất cả chúng ta đều sẽ phải chọn một trong hai con đường đó để đi. Quý vị có biết rằng đường lối nào là đường lối của sự sống hay là không?
quý vị có đang đi trên con đường của sự sống hay là không? Đó là điều rất an ơn quý vị suy ngẫm chiều này, tối này. Nếu mà trong mình tới suy ngẫm ngày và đêm thì rất là tốt. Đã là Chúa kính mời quý vị đứng lên cùng tôi cùng. Cái lời Đức Chúa Trời và Thánh là Cha của chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa có để lại lời của Ngài, lời hàng sống của Chúa trong Thánh Kinh Thánh cho chúng con. Và trong 3 tháng sắp tới đây, Hội Thánh của Chúa sẽ cùng học hỏi với nhau về sách Thi Thiên. Và hôm nay chúng con cùng tìm hiểu ý nghĩa chúng con, dạy dỗ chúng con về bài Thi Thiên thứ nhất. Chúa cho chúng con thấy được rằng phước cho những người nào không có đi theo con đường của Thiên Chúa, nhưng mà gần gũi với lời của Ngài, yêu thích lời của Ngài và suy gẫm lời của Ngài ngày và đêm. Tất cả nếu chúng con làm theo như thế, chúng con sẽ là người có phước. Chúng con sẽ nhận được ơn phước mà Chúa muốn dành cho chúng con. Lạy Chúa, Chúa cho chúng con thực sự thấy được điều đó. Chúa cho chúng con thực sự làm theo điều đó hàng ngày của chúng con, để chúng con không những là bổ ích cho đời sống của chúng con, mà chúng con còn có thể dạy dỗ con cái của chúng con một cách trực tiếp bằng hành động của chúng con, để con cái của chúng con cũng gần gũi với lời Chúa, để mỗi một khi các em lớn lên trưởng thành, các em có được những lúc các em phải đối diện với cái sự chọn lựa, các em có được lời của Chúa để hướng dẫn sự chọn lựa của các em đi theo con đường của sự sống. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con không biết rằng đồng bào của chúng con chưa biết đến Chúa, và chiều nay chúng con có khoảng 60 người Việt Nam đến mong theo của Chúa để cùng học cái giới sao của Chúa. Chúa cho chúng con mạnh dạn để chúng con làm quen với họ, để chúng con sẵn lòng chia sẻ về tin lành của Ngài, về sự yêu thương của Chúa, về sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá. Ngài đã xả thân và huyết xuống để cứu chuộc tất cả chúng con, để cứu chuộc họ nữa nếu họ biết tin nhân Ngài là cứu Chúa. Nếu họ mở miệng ra để mà cầu nguyện với Ngài, để xin Ngài làm Chúa cuộc đời của họ, lạy Chúa, Chúa cho chúng con mạnh dạn chia sẻ về sự sống, sự chết và sự xả thân và huyết của Ngài trên thập tự giá cho tất cả mọi người. Từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Chúng ta sẽ cùng dùng tiệc thánh với nhau. Xin kính mời quý vị ở trong.